Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bị điểm đúng huyệt Tô Lâm cây cú tấn công Thời báo.de và một số cây viết khác. Trong cuộc đời Bộ trưởng Bộ Công an, không ai để lại dấu ấn sâu đậm bằng ông Tô Lâm. Điều đáng nói là dấu ấn ấy là dấu ấn đáng xấu hổ, nỗi nhục quốc thể chứ không phải thành tích gì cho cam. Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam họ luôn dạy nhân dân là sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nhưng chính quyền thì không bao giờ thực hiện điều đó. Thậm chí vào năm 2017, ông Mai Tiến Dũng còn phát biểu rằng nếu chúng ta sai, chúng ta xin lỗi. Nếu nhân dân sai, thì nhân dân chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều đó có nghĩa là suy nghĩ của chính quyền của Đảng Cộng sản là việc tuân thủ luật pháp không phải là trách nhiệm của họ. Và thực tế, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm như thế thật. Điều đáng nói là thói vô pháp ấy được chính quyền xuất khẩu ra thế giới. Việc xuất khẩu thói vô pháp này được chính ông Tô Lâm thực hiện. Đấy là thành tích vô tiền khoáng hậu mà chưa có Bộ trưởng Bộ Công an nào làm được như thế. Và việc đem quân sang tận Berlin bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đã được tờ Thời báo.de phanh phui sự việc. Thời báo.de đã tìm hiểu chi tiết phục vụ bạn đọc để người dân trong nước nhìn rõ hơn về cái bộ mặt thật của chính quyền nhà nước Cộng sản. Trong nước có luật của trong nước, ngoài nước có luật của pháp quốc tế, ở các nước khác thì có luật pháp quốc gia nước sở tại. Mỗi con người khi đặt chân đến đều phải tuân thủ luật pháp ở nơi ấy. Đấy là kiến thức tối thiểu mọi công dân đều phải hiểu. Ấy vậy mà, chính quyền của nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam lại không hiểu được điều đó. Đây là hình ảnh muốn tấn công tờ Thời báo.de, tại sao họ không dám lên báo nhà nước mà lập lờ lên tờ báo cánh én, cánh cò để ném đá giấu tay. Nhà nước Cộng sản Việt Nam là nhà nước ngoan cố. Ai tố cáo chính quyền này không biết tuân thủ luật pháp đều bị trấn áp và bị bắt nhốt tù. Rất nhiều người đã lên tiếng cho sự thật. Lên tiếng vì quyền tự do ngôn luận đã bị nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam bắt tù nhiều năm. Khi chính quyền Cộng sản làm điều sai trái, họ sẽ cố che đậy cái sai ấy, chứ không bao giờ chịu sửa sai. Đây là phần thuộc về bản chất của chính quyền này mất rồi. Và tròn cho ném đá dấu tay đã được Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện như thế nào? Hiện nay, hệ thống báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam có trên 800 tờ báo, và 800 tờ báo này đều được điều khiển bởi Ban tuyên giáo của Trung ương. Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương được ví như một ông trùm của các tổng biên tập vậy. Những tờ báo này được gọi là báo chính thống. Những tờ báo này sẽ chỉ bênh vực đảng chứ không bênh vực sự thật và cũng chẳng bênh vực nhân dân. Vì vậy, vì mang mác chính thống nên họ chụp mũ và tấn công người lên tiếng vì sự thật một cách giới hạn. Ngoài những tờ báo chính thống còn có những tờ báo được lập ra và tạo ra bởi các dư luận viên cao cấp hoặc các lực lượng 47. Những tờ báo này vu cáo tấn công người khác một cách bất chấp. Trong đó tờ Cánh Cò là một loại tờ báo như thế. Tờ này đã nhắm vào Thời báo.de để tấn công mạnh mẽ. Theo nguyên tắc loại trừ, chúng tôi được biết tờ này được giật dây bởi ông Tô Lâm. Vì chính Tô Lâm đã bị tờ Thời báo.de giáng cho những đòn đau. Vì thói vô pháp và xem thường pháp luật nước Đức và pháp luật quốc tế, nên đã đem người sang tận Berlin bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trước đây. Đây là hình ảnh Tô Lâm, hình ảnh bộ mặt nhem nhuốc của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ Thời báo.de đã bị tờ báo chính thống cỡ bự tấn công rất nhiều lần, trong đó có tờ báo Nhân dân của Đảng Cộng sản và Đài truyền hình Việt Nam VTV, trong đó VTV tấn công đến trên 3 lần. Dường như những đợt tấn công như thế vào tờ Thời báo.de chưa thỏa mãn, nên ông Tô Lâm đã cho tờ Cánh Cỏ tấn công vào Thời báo.de một lần nữa. Một tờ báo mà dùng những từ như những tên để miệt thị những người lên tiếng vì tự do ngôn luận là hành động thiếu tử tế. Nó mang phong cách trợ búa, chứ không mang phong cách một tờ báo nghiêm túc. Vào ngày 19 tháng 9, tờ Cánh Cò có bài viết cho hề đóng kịch giả lãnh đạo công an của Lê Nhung Khoa, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Đài. Một cái tít trong đó có những sự hằn học thì đủ biết bài viết này không công bình. Chúng tôi gồm những nhà báo như Lê Trung Khoa, blogger Bùi Thanh Hiếu và luật sư Nguyễn Văn Đài là những con người đang sống tại nước Đức, một đất nước tự do. Không lý do gì, chúng tôi không cổ vũ cho những giá trị mà xã hội Đức đang có. Chúng tôi có tự do, chúng tôi có dân chủ và chúng tôi đang có quyền tự do. Ngôn luận thì tại sao chúng tôi không đem những giá trị đó đến với người Việt
ở trong nước đây. Chúng tôi không ích kỷ như Đảng Cộng sản Việt Nam được. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tước bỏ quyền tự do của toàn dân và tự cho mình trà đạp lên luật pháp để hưởng thụ. Còn chúng tôi đang hưởng gì thì chia sẻ thứ ấy cho đồng bào. Nói về đạo đức, chúng tôi dám nói thẳng, chúng tôi hơn Đảng Cộng sản Việt Nam rất xa. Và chúng tôi là những người biết tuân thủ luật pháp Đức. Tờ Cánh Cỏ đã nói nhà báo Lê Trung Khoa, blog Bùi Thanh Hiếu và luật sư Nguyễn Văn Đài là những cái tên cộm cán trong làng dân chủ tại Đức. Họ lại dùng từ cộm cán, thật buồn cười. Chúng tôi sống tại Đức và sống và làm việc theo pháp luật Đức và chúng tôi hoàn toàn không phải là tội phạm. Tại sao dùng từ cộm cán đối với chúng tôi? Người cần phải dùng từ cộm cán chính là ông Tô Lâm, chứ không phải chúng tôi. Chính Tô Lâm đã mang người sang Berlin bắt cóc như một hành động của các tổ chức mafia hoặc tổ chức xã hội đen. Điều này đã đem đến những hậu quả tai hại cho nhà nước Việt Nam và người dân Việt Nam cũng phải chịu thiệt hại kèm theo vì những gói viện trợ đã bị Đức cắt mất. Tại Đức, biểu tình là quyền công dân. Chúng tôi biểu tình đòi yêu sách là hành động hợp pháp. Mà biểu tình thì cần phải thu hút sự chú ý của xã hội. Điều đó là hết sức hiển nhiên. Tại sao chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam lại cảm thấy khó chịu khi chúng tôi thực hiện quyền công dân trên đất nước mà chúng tôi đang sinh sống? Chúng tôi biểu tình nhưng không bạo động thì có gì sai đâu. Chỉ có chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam làm sai mới sợ chúng tôi biểu tình quảng bá cái sai của chính quyền Cộng sản ra trước dư luận thế giới như thế. Đây là hình ảnh những tờ báo của dư luận viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa những ảnh gạch chéo rất thiếu nghiêm túc. Tờ Thời báo .d cũng như nhiều tờ báo khác, chúng tôi làm báo viết, báo hình và phát những bản tin của chúng tôi trên trang web, trên Facebook và trên YouTube. Các tờ báo chính thống được làm thế thì không lý do gì, các vị lại cay cú về việc chúng tôi cũng làm. Đã là báo thì sự thật sẽ tạo nên thương hiệu và chúng tôi xem đó là tiêu chí để xây dựng thương hiệu. Thời báo .d là một tờ báo hoạt động như một doanh nghiệp tư nhân. Chúng tôi không được nhà nước lấy tiền dân để bao cấp cho nhiều tờ báo Nhân dân, Truyền hình Việt Nam, VTV hay Đài Tiếng nói Việt Nam hoặc hàng 800 tờ báo và đài truyền hình ở trong nước với ngân sách hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế của dân. Chúng tôi chỉ biết nói sự thật, còn tin đó là xấu, là độc hay là do chính quyền tự đặt. Nếu chính quyền không làm xấu thì làm sao tin đó có thể gọi là xấu được? Nếu chính quyền không làm chuyện độc ác cho dân thì làm sao đó là tin ác được? Chúng tôi biết những tin tức của chúng tôi đưa là cần thiết cho khán giả của chúng tôi, không quan tâm nó xấu hay độc đối với nhà nước của Đảng Cộng sản. Báo chí phải biết chỉ trích cái sai của nhà nước. Nếu nhà nước có tinh thần học hỏi thì sẽ tự sửa mình cho tốt lên. Báo chí tại Đức này cũng như vậy. Không tờ báo nào viết những bài nịnh nọt hay tung hô thủ tướng cả. Họ chỉ có chỉ trích, nhờ đó mà thủ tướng sẽ có những chính sách đúng đắn hơn cho người dân Đức được nhờ. Và rõ ràng qua những bài ném đá dấu tay như vậy thì ông Tô Lâm đã bị điểm đúng huyệt như đỉa phải vôi. Tờ Thời báo .d chúng tôi có quan điểm phục vụ độc giả là trên hết. Chúng tôi chấp nhận cạnh tranh song phẳng với báo chí nhà nước Cộng sản để thu hút bạn đọc. Nếu có tờ báo tôi gọi là chính thống, biết vì bạn đọc của các vị phải hơn chúng tôi rất nhiều. Và vì sao như vậy? Vì tiềm lực tài chính của quý vị hơn chúng tôi rất xa. Tuy nhiên, vì quý vị phục vụ cho Đảng và nhà nước mà không phục vụ cho nhân dân. Trong khi đó, Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam thì luôn làm những điều rất trái đạo lý và trái với ý dân, nên đã bị người dân quay lưng là điều dễ hiểu. Thay vì đổi cách phục vụ để giành lấy khán giả thì báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam lại chạy qua tấn công chúng tôi với đủ thứ ngôn từ đầy hằn học và miệt thị. Không bằng chứng, nhưng đã vu cho chúng tôi là nhận lương hàng tháng đều đặn từ các tổ chức thù địch với Việt Nam, một hành động đánh dưới thắt lưng và hoàn toàn không có thật. Đây là hình ảnh chúng tôi biểu tình tại Đức. Phải chăng nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn cấm? Tờ Thời báo .d có quan điểm là đánh thẳng không kiêng nể. Quan càng to cần phải đánh càng mạnh. Vì những loại này mà khi đã ăn của dân thì ăn rất đậm, ăn rất dã man. Trong mùa Covid, người dân đã vật vã thiếu ăn, thiếu thuốc chữa trị mà Đảng tổ chức đám tang trong Phùng Văn Thanh thật hoành tráng. Tốn thật nhiều đất để dựng lăng. Ấy vậy mà, mấy người còn xây lăng mộ hoành tráng của ông này to không kém gì ông Trần Đại Quang. Một phong trào xây lăng hoành tráng bằng tiền ngân sách, tham nhũng hoặc tiền thuế của dân, đấy là điều cần phải lên án. Lăng ông Hồ Chí Minh mỗi năm cũng tiêu tốn hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế của dân. Rồi đến lăng ông Võ Nguyên Giáp,
rồi đến ông Trần Đại Quang, bao giờ đến ông Phùng Quang Thanh, thì dân nào có thể chịu cho nổi. Thực chất bản tin mà tờ Thời báo.de chúng tôi phát ra là nói lên rất rõ sự bức xúc của người dân. Nó không hề xấu với dân, không hề độc với dân, mà ngược lại nó rất cần thiết, rất bổ ích với người dân, vì chúng tôi giúp nhiều người nhìn được ra sự thật. Có xấu hay độc gì với nhà nước Cộng sản thì chúng tôi cũng không quan tâm. Các vị làm điều xấu, làm điều ác với dân thì dân phải biết, và các vị sẽ là những người xứng đáng bị người dân lật đổ. Chỉ đơn giản có vậy mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 9 năm 2021 với bản tin bị điểm đúng huyệt, Tô Lâm cây cú, tấn công Thời báo.de và một số cây viết khác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.